Đây là trên con đường đi xuống suối suối Tiên nha. Đó là cái nhà trên đó mình gửi xe đó. Rừng không. Ủa không nghe tiếng suối gì hết trơn trời. Hả? Nó nói 300 mét à. Hả? Ở cái máy đây nó thụt thụt xuống dưới nó suối á. Nó hình như là hồi đó nó cái cầu khỉ nhưng à, bây giờ nó xây lại cái cầu xi măng nè, anh thấy nó chụp hình nó có ở trong nè. Đây là cái cầu rào trước mình đi ra cầu Dừa. Đây là cái suối nó xuống nè, đẹp ha, cảnh đẹp ha. À, ủa sao nước nó chảy ngược xuống ta? Hả Phong ở trên sao nước ở trên này chảy xuống ta, đâu phải trên núi chảy xuống đâu. Wow, vô đống rừng này. Cái này đi là để tham quan thôi chứ tắm gì nổi tắm. Đi đi cho biết kìa. Quay cái này rồi Phước đã thấy là Phong Vũ nó đi giống dám đi đâu. Không biết tới nửa đường chưa không biết.
Nó còn 10 mét nữa, 10 mét nó có lý không? Nó có 10 mét nữa. 10 thước nó tới rồi. Hết nước rồi, không có nước đâu Phong ơi, phải không? Đâu thấy nước đâu. Hả? Ờ. Ồ, thôi vậy lên cao quá, lên sao nổi. Bây giờ mình coi nước chút chút đi. Khô hết trơn rồi. Phải rồi. Cái này nó chạy nhỉ à. Đó bà người ta còn có nước chút à. Tiên nằm cứu này chết rồi. Đúng rồi đó, khô quá không à. Đây là nhổ 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 mấy cây kiểu đây nè, cái con nè Phong. Phong đây nè, ở đây nó nát, cái này nát cái con nè. Cây à, nhỏ không hả? Nó có nước là đâu cứng đâu, phải không? Nó có nước mà. Đó. Nhúng 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 á, nhúng nhúng á. Ờ. Không nổi đâu, cây cái dễ đó. Ô, cây bự. Cái bự hả? Ừ, cái gốc nó to nó gãy ngang nó chặt ra. Đây nè, mình đi tới đây rồi nè. Nó nằm nó tuốt trên này nè. Ừ mà. Nó nằm tuốt trên này nè, đó. Đi thở hả? Đi giờ thở hả? Thế thở rồi lên trên nó có nước chửi nữa. Con nè, con nè. Ờ, có cái bạn ngồi rồi đó. Cũng cái gốc bự à. Tụi nó gốc bự bự không à. Nó chặt ngang hết trơn, nó chặt để làm đường đi á. Bữa nay đi chuẩn bị đủ hết, đủ hết, nào nước nào bánh mì gì tùm lum hết. Ở đây là nó cái chằn vàng cũng đúng luôn, nó đang lên, đang nó bị nó đang lên thì chụp như nè chứ đâu mà ở đó. Ủa? Nó trốn mà. Nó ở dưới lá đó, dở lên cái bao dao là hốt dục vô. À, chứ tự đâu phải một người bẻ đâu, nó biết điểm nè, cả chục ngày người à, đi vào nó kiếm. Mà nguyên một giường đó là có chị không? Uống tẩy lá không? Không. Tôi uống cái này phải có đá cho nó ngon, không đã. Nó không có nước đục hả? Mấy món nữa thôi. Gà nướng. Gà lạnh. Rồi nước nó lạnh á, cho đem theo nước lạnh á. Ông này đưa nước lạnh ổng không chịu, ổng đưa nước nguội. Đi là tụi này sôi sẵn hết trơn, tại cái cốp xe tao bự à. Nên tôi thảy giống á, tôi đi đâu tôi cũng vác ba lô. Chị bắp hay lan, chị luộc ha, là chị hấp. Hấp? Ừ, con Nguyên nó hấp không à. Tôi bỏ nồi cơm điện á, tôi bỏ mấy cái muỗng ở dưới á, để nó lên. Tôi kêu bà nấu cho tôi một chén khoai lang, chè khoai lang. Lâu lắm rồi không có ăn. Bỏ gừng vô. Ừ, bỏ gừng vô. Tôi ngâm khoai lang bằng nước muối, xong vớt lên hấp. Ăn nó mới mặn mặn ngon. Để anh mỉm nè.
thịt nè chị. Đây cũng có nè. Cái mình thịt nè, cái này thịt tâm. Ở trên chỗ đầu chân chỗ cái gì bán heo quay. Thế giới di động gì đó cái chân chỗ mình qua trường học. Rồi biết rồi, cái chân cái lò bánh mì á. Rửa tay. Cái này của Út Tâm. À chỗ đó cũng ngon đó, chỗ ngon. Đói thằng em bánh mì Út Tâm không à? Kéo ba cái xiên. Kéo ba cái cây nhỏ nó đi học tới Dư Đông á. Vậy hả? Tại sao dữ vậy? Mưa gần sao ta? Ủa ở đây gần không có trường sao trời? Ở đây đâu? Ở đây là kêu bằng gì? Trời ơi. Ở đây là City. City nữa. Múc trong đây trời. Không mà nó lớp lớn, sợ lớp lớn á. Nó lớn rồi. Lớn hả? Lớn cũng đỡ chứ có xe chạy chứ còn không tội nghiệp á chứ. Đây nè cây xài này non non á, cái cây ấy cây xài sao mà nó nằm cái gốc nó nằm lên trên hết trơn người ta. Hả? Cái gốc xài đồ nó nằm lên trên. Nước đây có rồi. Nước cây súc đi đó. Vậy hả? Nước xíu có rồi. Trời đất ơi. Nước cây xíu cho trơn. Anh đây nè, tôi có rồi, phóng ăn đi. Trời ơi. Ừ. Bốn ổ rồi sao đỡ nó. Rồi nửa ổ à. Không giống nhau hả sao? Ờ giống mặt tay. Ăn thử cái này đi nè, đổi lại ăn thử đi. Đổi lại đi. Rồi. Cái này à. Không ăn coi chừng nha. Vậy? Có ớt, cải, ớt rồi đưa cho vậy. Nhưng mà tôi phái được cái để bà ta cái gì đó. Có. Đi gan á. Có luôn cái chấm á. Thôi cải ăn luôn. Ăn thử coi. Đây ăn cẩm này cho ăn. Coi chừng có ớt á. Được rồi, đưa cái ổ kia lại, đưa cái ổ bự lại. Đó. Để tôi ăn cái ổ bự thử coi đây nó ngon không. Nè có ớt nè. Có ba tê luôn đó anh. Cải ăn đại luôn đi. Đúng rồi cái này cay á. Ừ. Cây nè, miếng ớt nè. Cả anh cho. Bên đây cũng có ớt nữa. Cái mình không có để ớt. Không có kẹo cho mấy đứa cháu rồi. Cho ăn bánh mì được. Cuối nào lắm. Chỗ này mà có nước thì mình đi vô cái bắt có người ta. Ừ. Mà cạnh sao quá. Là mới vô khó chạy á. Đi đường khó. Trời mưa mà có nước mà trời mưa là khó đi nữa. Đi mà có mấy thằng mà mình tưởng là nó cũng vô đây luôn, nhà cô Hồn thấy mẹ luôn đó. Ừ. Nó hai người không dám đâu, hai người không dám đi đâu. Ừ đúng rồi, hai người không dám đi. Sao tôi đi, hai dám cũng vô thấy mẹ luôn.